chào mừng ngày đội đến với nhiệm vụ hay nhất ngày hôm nay. Đi như thế. Bây giờ mình sẽ phải chèo thuyền. Chèo thuyền. Nhiệm vụ cụ thể là như sau: đua thuyền lấy cờ trong 3 hiệp. Hai đội chơi sẽ đua thuyền để lấy cờ theo 3 chặng như sau. Chặng 1, hai đội đua thuyền từ vị trí xuất phát đến lấy cờ ở thác nước. Chặng 2, hai thành viên nam đua thuyền tới hai đầu bè, đi trên bè để lấy cờ. Chặng 3, thành viên nam chèo thuyền chở thành viên nữ bị bịt mắt, sau đó hướng dẫn thành viên nữ lên bè lấy cờ. Ở mỗi chặng lấy được cờ được 3 điểm. Lấy cờ trước được 1 điểm thưởng. Chắc em đấy, nhưng em không nói. Anh đi nhanh quá, muốn xe thang. Nhưng mà sao bạn không cảm nhận được là hành chưa lên à? Nhỏ quá. Ok, nhỏ quá. Bây giờ đến hiệp thứ hai. Nam thì đầu với nam. Ai sẽ thắng, ai sẽ thua? Đội em là cái chắc thắng. Tại sao? Vì đội em strong hơn, mạnh mẽ hơn. Strong hơn, mạnh mẽ hơn. Anh nói đi hả? Yeah. 3, 2, 1. Đi! Go! What do you do? Đi! No! Yes! Đi! Woo! Come on! Come on, faster! Go faster! Go! Go! Congratulations, Anoy. It was a good race. I'm proud of you. I'm really proud of you. Xin lỗi, đi nhanh, chạy nhanh. Đi nhanh, chạy nhanh. Muốn kiểm soát đáng nhiều. Rồi, thế là trước hết, chúc mừng Thanh đã giành 3 điểm cho đội mình. Kirill đã giành được 4 điểm cho đội của mình. Hai đội sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hiệp thứ 3, chính thức. 3, 2, 1. Faster!
chúng mình yêu hình. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok, ok. Đi thẳng đi. Hơi trái một chút. Làm sao chị Giang, an toàn. Chúc mừng Hành đã lấy lá cờ của đội mình. Oh no! I continue or not? Oli vẫn phải lấy lá cờ để giành điểm mà. You still have to get the flag. Oh, I got it. Oh no! Mặc dù trời mưa và thời tiết hơi xấu, nhưng mà mình phải mạnh mẽ lên, đúng không? Như thế mình rất. Thế là mình di chuyển sang đầu suối, sau đó mình sẽ quay lại lên đây bằng thuyền. Ok. Hãy đi thôi. Em đang rất hoang mang, không biết là mình nếu mà đi xuống dưới này thì như thế nào, mà đi xuống dưới kia thì như thế nào. Oh my god, I'll give them side up. No job. I close my eyes. Hey, chào mừng hai đội quay lại với mấy cây xuồng và thác. Bây giờ các bạn sẽ phải trượt thác. Mà thác nằm ở phía sau. Trời đất ơi. Sợ quá. Trời đất ơi. Kiro, let's go. Have you ever done this? Oh. Have you ever done this before? Chưa. Chưa bao giờ. Ok. Hang. Lần đầu tiên. Em hơi sợ nhưng mà vì anh ấy rất tự tin nên em cũng tin theo. Trong thời gian 30 phút, bạn hãy vượt thác, di chuyển đến đích có cắm cờ của chương trình. Tìm nhiệm vụ tiếp theo. What should we do? Be careful, Leah. Be careful.
and go? Go back? But what should we do? Ah. Yes. Ah, yeah, 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 yeah. Bằng vật dụng do chương trình cung cấp, hai đội hãy tìm cách lấy đủ 3 lít nước về đích gặp Adi. Lấy đủ 3 lít nước được 3 điểm, hoàn thành nhiệm vụ và về đích trước được 1 điểm. Không đủ đâu, không đủ đâu. Anh ơi! What do you do? Be really careful, no? I know if we are in the Nếu các bạn chưa đủ ấy, thì vẫn có thể xuống một lần nữa và lấy, bởi vì các bạn còn 7 phút nữa. Cả hai người kia cũng đổ nước vào cái can của mình nhé. Có thể chạy xuống lấy thêm nước, bởi vì còn 6 phút nữa. Yeah. Okay.
Còn 3 phút rưỡi nữa. Do you want me take one? I take one. Bà lít rồi. Bà lít rồi, hả? Chúc mừng. Ok. Yay! Keep it okay. Keep it okay. If you kicked it and it spilled. Một lần nữa. Yeah, một lần nữa. Mời. Hàng rồi. You should take in your mouth. You should take it. Me take in your mouth. I don't see. 5, 4, 3, 2, 1. Heads up. Lisa, yeah. No, I really appreciate this game because we really lost a lot. So, first of all, we lost time because I found the balloon. I called him for 10 minutes. And you're like 10 minutes after, like, what is going on? And I was like, go, go, go. Thế mình có lỗi với bạn đồng hành của mình không? Thế là có rất còn rất nhiều cơ hội để bạn đồng hành của mình tha thứ cho mình. Hai, về Kiro, rất là chúc mừng được 3 điểm.